Lão Diệp thao túng tâm lý thất bại rồi sao? Lại bị tên thanh niên kia chém một kiếm sắp đến người rồi. Không biết lão Diệp có thể lần nữa xoay chuyển tình thế chuyển bại thành thắng không? Sau phát chém trời giáng ấy tạo thành một vụ nổ lớn trên không trung. Lúc này khói bụi mù mịt. Ôi hóa ra ông già nhà ta chưa ngủ củ tỏi sao? Chỉ thấy tiếng lão Diệp khụ khụ. Nhưng cũng phải công nhận sức công phá của phát kiếm ấy mạnh thất. Lão Diệp đang ngồi trong một hố đất tạo ra từ vụ nổ ấy. Lão Diệp nói nếu như cư dân của đại lục thần võ, đương nhiên là không thể. Nhưng cao nhân từ vùng đất cấm kỵ trong truyền thuyết là trái đất, chỉ là thiên đạo nhỏ bé, đối với cao nhân mà nói chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi để cao nhân chơi đùa. Tên đầu chọc sáu múi chĩa mũi vào nói, xem ra lão già này bị chúng ta đánh cho hư đầu óc luôn rồi, kẻ tung người hứng, tên cầm kiếm lúc nãy nói. Nếu đã như vậy chúng ta phải giết chết hắn, sau đó đi tìm Thông Thiên Đại Đế ở Đông vực xử hắn. Bỗng lỗ hổng của Dogemon lại xuất hiện rồi, Tiểu Vũ từ từ bước ra đầy mùi khí chất. Ba tên hề mà cũng dám ngông cuồng với cao nhân sao? Ba tên kia không biết ai đang nói mình kiểu hỏi chấm, ánh mắt khinh vũ ghim tên kia mà hiện lên ngọn lửa. Kẻ bất kính với cao nhân, chết. Lúc sau chỉ nghe thấy tiếng á của ba tên kia, Tiểu Vũ chỉ nhẹ nhàng lướt qua chạm nhẹ vào thôi. Ba tên đó đã bị đánh cho kêu thành tiếng rồi, không hổ danh là bạn gái cao nhân ngầu quá đi, lão Diệp thấy con gái cũng vui mừng. Tiểu Vũ sao con lại tới đây rồi, lẽ nào cao nhân có dặn dò gì sao? Tiểu Vũ nắm tay lão Diệp nói, không con gái tới đây có chuyện muốn thỉnh giáo phụ thân. Mặc dù con và Trần công tử đã có tiếp xúc da thịt, nhưng tại sao lại đem cơ hội quan lâm thiên hạ cho Khương Ngạo Hàn? Lão Diệp liền đấm vào tay như đã hiểu ra gì đó. Nữ hoàng có kinh nghiệm trị quốc, đương nhiên phải giao lại cho cô ta thì thích hợp hơn rồi. Tiểu Vũ con đừng làm việc cảm tính, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch thống nhất thiên hạ của cao nhân. Mặt lão Diệp cầm cuốn bí kíp tán cha nam nghiêm nghị nói, bây giờ con là bạn gái của cao nhân, vậy thì phải làm tốt trách nhiệm của bạn gái. Quyển sách này là vi phu đi khắp nam vực mới kiếm được, con đem về mà nghiên cứu. Trời ạ, lão cầm đi đánh nhau mà cũng cầm theo sách dạy tán trai ạ. Tiểu Vũ nhận sách mà mặt nhì khoái chưa kìa. Con gái biết rồi cảm ơn phụ thân. Đầu Tiểu Vũ liền nảy số, sao có một cảm giác quen thuộc vậy? Cảnh chuyển đến một khu rừng nơi mà Tiểu Cầm đang đi lấy máu kỳ lân. Ta hiểu rồi, nơi đáng sợ của U Minh Huyễn Cảnh chính là có thể phục chế một người giống hệt mình, muốn ra khỏi đây chỉ cần tiêu diệt huyễn cảnh của bản thân mới được. Con kỳ lân chân lửa đứng bên cạnh nói, cái gì bản thân đánh với bản thân, đây không phải là cạn kiệt sức mà chết sao? Tiếp theo đó cầm âm xông về phía con kỳ lân. Con kỳ lân thấy mình sắp bị đánh liền nói lớn, ma nữ không phải nói bản thân đánh với bản thân sao, cô đánh ta làm sao giờ? Nói rồi cầm câm lấy lưng con kỳ lân bật lên nói, đồ ngốc, bản thân ngươi không biết đổi lấy hay sao? Sau đó là một màn đấu trên không trung nổ như pháo hoa. Con kỳ lân thở như chưa bao giờ được thở, hộc hộc, không phải cao nhân nói sẽ đến cứu ngươi sao? Sao giờ vẫn chưa tới? Câm mồm, đường đường là thần thú, có chút khí phách có được không? Đừng chỉ biết đợi người đến cứu. Cầm âm nghe thần thú nói vậy cũng suy nghĩ. Mặc dù nói như vậy, thái độ của cao nhân đối với mình vẫn luôn lạnh nhạt. Cao nhân thật sự sẽ đến cứu mình không? Trong lúc cầm âm đang buồn rầu, thì trên trời có những nốt nhạc từ đâu vang tới, kèm theo đó là những luồng linh khí lan tỏa khắp bầu trời. Cùng với đó là những lời hát ngân vang của Trần Phàm. Cơ thể của cầm âm dần dần hấp thụ những luồng linh khí đó. Kỳ lân bên cạnh cũng hết hồn tiếng đàn kỳ diệu thật. Vết thương của cô ta đã được chữa khỏi rồi. Cầm âm ôm mặt vui sướng, thì ra mình ở trong lòng cao nhân, mình lại là một giai nhân. Còn kỳ lân ngó đầu qua nhiều chuyện. Đậu xanh, hóa ra cao nhân trong miệng ma nữ nói thật sự là tồn tại. Bây giờ thì Lân mới thật sự thuần phục. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ra sai rồi, xin tỷ thưởng cho ta một viên đan dược đi, để ta trị khỏi vết thương rồi chúng ta cùng nhau đi gặp cao nhân được không? Cầm âm liền quẳng một cọng hành về phía kỳ lân. Đường đường là một thần thú, kỳ lân mặt cũng dày ra phết. Kỳ lân nhìn thấy cọng hành thì hớn hở, đậu xanh nó hành cấp dược vương luôn, ngoằm ngoằm ngon quá, lần đầu tiên ta được ăn hành mà cảm thấy ngon vậy. Ta chỉ là họ hàng xa của kỳ lân thượng cổ, không có địa vị gì, sau đó cơ duyên trùng hợp mới thức tỉnh huyết mạch, cho nên ở trên đạo sinh tồn cũng có chút thành quả, để cho tiểu tỷ tỷ chê cười rồi. Cầm âm cũng đồng cảm, người sống cũng không dễ dàng gì, lúc nãy ta có nói hơi quá, ngươi đừng để trong lòng nhé. Không sao đâu, tiểu tỷ tỷ nhờ ăn hành của tỷ tỷ mà vết thương của ta đã hồi phục hết rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi, ta đã mong chờ muốn được hầu hạ cao nhân từ rất lâu rồi. Kỳ La nhấc bổng cầm âm lên không trung, người vội gì thế làm ta chóng hết cả mặt. Trước khi về, cầm âm cũng dặn dò, sau khi gặp được cao nhân ngươi không nên hiện tu vi của mình, cũng không được nói tiếng người. Còn nữa, sau này ngươi không còn là Kỳ Lân mà là cô La Thú. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, từ nay về sau trong thiên địa sẽ không còn Kỳ Lân, chỉ có cô La Thú. Cầm âm nghĩ bụng, sao cảm giác con kỳ lân này nó còn cầu hơn cả tiểu bạch nữa vậy. Cảnh chuyển tới nhà Trần Phàm, Thiên Tâm mở cửa bước vào làm Trần Phàm giật mình. Thiên Tâm, sao ngươi lại tới đây rồi, vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? Thiên Tâm nhanh nhẩu trả lời, nhờ có Trần công tử chăm sóc tận tình, vết thương của ta đã không sao nữa rồi. Thật ra ta đến đây có một chuyện muốn hỏi công tử, chính là... Sau đó nàng ta ấp úng, tình yêu trước đây trong lời bài hát của công tử là chỉ người yêu sao? Trần Phàm lộ vẻ mặt gian xảo, không lẽ cô ta đã bị u mê bởi hình tượng đẹp trai anh hùng cứu mỹ nhân của mình rồi, chuẩn bị lấy thân báo đáp ta sao? Trần Phẩm cầm ly trà lên bắt đầu giảo hoạt, anh ta nói lời bài hát do một người tên Trương Vũ Sinh viết ra. Bài hát này hắn viết để biểu đạt nỗi nhớ nhung muội muội đã mất đi của hắn mà thôi. Trần Phàm nói xong dứt câu bèn nghĩ, cái này nếu như Tiểu Vũ nghe thấy được mình chết chắc.
Tên này lại quen cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Thiên Tâm nghe vậy cũng có chút buồn, thì ra tình yêu này không phải là tình yêu nam nữ, mà còn là tình yêu giữa huynh trưởng và muội muội. Thiên Tâm lại nảy ra một ý tưởng, công tử, thật ra ta vẫn luôn có một ước mơ là có một ca ca. Ta có thể nhận huynh làm ca ca của ta được không? Phụt, Trần Phàm liền trấn tĩnh lại. Thiên Tâm, mặc dù ta khá là thích ngươi, nhưng kết thành huynh muội cũng là chuyện lớn, cần phải suy nghĩ cẩn trọng. Thiên Tâm mừng rỡ, công tử nói có lý, hôm nay ta sẽ về nhà một chuyến, đem chuyện kết huynh muội với công tử nói lại cho người nhà nghe, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ ta. Nói rồi nàng ta liền xin phép đi ngay. Thế thì quyết định như vậy đi, ta về nhà hỏi ý trước đây. Trần Phàm gãi đầu, bỏ đi chỉ cần không lấy thân báo đáp là được rồi. Đang tự trách mình thì phía sau một làn hương lan tỏa len lỏi qua cửa sổ. Ai đang dùng nhà bếp ở trong sân để nấu ăn vậy? Từ bên trong nhà bếp, nữ đế đã về đây từ lúc nào? Cô ta đang đích thân vào bếp làm đồ ăn, thao tác cũng điêu luyện như một đầu bếp thực thụ, không thua kém gì lão Cầm. Trần Phàm tới nơi cũng ngạc nhiên, Chính Nhi cô nương sao lại về đây rồi? Chính Nhi nói bản thân cô ta từ lần đầu ăn được bữa cơm do Trần Phàm nấu, cả ngày lẫn đêm đều nhớ mong muốn về đây tìm lại cảm giác mùi vị đó, nhìn vào các món mà nữ đế làm. Trần Phàm cũng trầm trồ thán phục, cách dùng dao của Chính Nhi cô nương thật sự không tệ, quả nhiên là cũng có chút khéo tay đấy. Anh ta nghĩ trong bụng, đã giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, đúng là một nữ nhân của gia đình ta thích, một hoàng đế như cô ta lại biết cái này. Được Trần Phàm khen, nàng ta xấu hổ hai ma ửng đỏ quay lưng rời đi. Công tử quá khen rồi, công tử cứ ở lại làm việc của mình đi, ta ra ngoài dọn dẹp trước đây. Trần Phàm cũng không hiểu nữ đế bệ hạ này rốt cuộc muốn gì nhỉ, đóng vai nhân vật người làm việc nhà bị ngược đãi. Đêm xuống, Tiểu Vũ cũng đã về tới, đứng phía ngoài quan sát thấy phòng Trần Phàm còn sáng đèn, còn phía trong phòng Trần Phàm phát ra tiếng đọc chữ cái của anh ta ư ư à, làm Tiểu Vũ đứng phía ngoài cũng sốt cả ruột, mình về không đúng lúc rồi sao? Công tử, Tiểu Vũ xấu hổ đi đi lại lại lưỡng lự rốt cuộc có nên vào hay không. Trên sổ tay tán tỉnh cha nam cũng không có tình huống như vậy, đang còn xấu hổ ngại ngùng thì đột nhiên cánh cửa phòng của Trần Phàm từ từ hé mở, làm Tiểu Vũ cũng giật mình. Ủa, nhưng điều bất ngờ hơn đã xảy ra, nữ đế đại ý từ trong bước ra, mặt mũi cô ta đỏ au với nụ cười mãn nguyện, thêm phần còn thở dốc nữa, khiến cho Tiểu Vũ há hốc cả mồm. Tiểu Vũ nép vội vào cái cây gần đó quan sát. Nữ đế liền thủ thỉ không ngờ Trần công tử lại thoải mái như vậy, trong đầu cô ta còn nghĩ làm vài lần nữa, đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong chỉ là thời gian mà thôi. Tiểu Vũ ngó đầu ra suy nghĩ, Khương Hạo Hàn không ở Cửu Long thành tọa trấn, sao lại tới đây làm gì? Lẽ nào cô ta cố ý mượn chiến sự của Nam Vực đuổi mình đi? Khương Hạo Hàn vừa đi lại còn vừa hát, quả này Tiểu Vũ thành hũ giấm mất thôi. Cảnh chuyển về phía giường của Trần Phàm, hắn đang chỉnh lại quần áo của mình, miệng không quên nói, ây ra sướng thật, không ngờ kỹ thuật của Khương Ngạo Hàn lại tốt như vậy, có thể được nữ vương bệ hạ phục vụ quá sung sướng. Bất ngờ Tiểu Vũ đẩy cửa vào, ánh mắt nàng ta đầy sự thất vọng. Công tử, Trần Phàm lúc này mới định thần hét lớn, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lúc này mặt đã tối sầm lại, như vậy sớm đã nhìn thấy công tử với Khương Ngạo Hàn thì ta đã hiểu rồi. Dương Trần sợ toát hết mồ hôi hột, không phải như nàng nghĩ đâu. Tiểu Vũ liền bỏ chạy trong nước mắt. Tạm biệt, Trần Phàm lúc này trợn tròn mắt, tay vẫn còn đang cố với tới Tiểu Vũ. Nàng nghe ta giải thích, bỏ qua Trần Phàm đang liên tục gọi Tiểu Vũ Tiểu Vũ. Nàng ta đã dùng khinh công bay đi về phía rừng cây, không biết có hiểu lầm gì ở đây không. Quả thật lần này hiểu lầm lớn quá rồi, không biết lý do phía sau là gì đây. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.